Tin vui Giáo hội Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, sau khi nghiên cứu, bàn thảo với các vị có trách nhiệm và chuẩn bị nhân sự, đã chính thức ký quyết định thành lập Học viện Thần học của Tổng Giáo phận với tên gọi Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Học viện sẽ là nơi đào tạo các tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy và đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng khẩn thiết của Tổng Giáo phận. Quyết định được ký ngày 25 tháng 1 năm 2021. Văn phòng Tòa Tổng Giám mục xin trân trọng thông báo. Tổng Giáo phận Hà Nội quyết định về việc thành lập Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy nhằm đáp ứng nhu cầu học vấn của các tu sĩ và anh chị em giáo dân. Dựa trên quy định của giáo luật tại các điều từ 800 đến 821 về trách nhiệm của giám mục giáo phận trong lĩnh vực giáo dục công giáo, sau khi đã tham khảo ý kiến của ban tư vấn, tổng giáo phận và những người có trách nhiệm liên quan. Tôi, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội quyết định thành lập Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Cùng với quyết định này, tôi cũng bổ nhiệm Ban điều hành Học viện và phê duyệt bản định hướng đào tạo Học viện Thần học do Ban điều hành soạn thảo, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Cha trưởng ấn Alfonso Phạm Hùng đã ký. Cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã ký. Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội đã ký.